Người đàn ông đã có gia đình, quan hệ với một người nữ đã có gia đình thì chắc chắn người nữ phạm giới tà dâm. Vậy người đàn ông có phạm giới tà dâm không? Vì người này cho phép người nữ phạm giới tà dâm. Dẫn dụ người nữ, Phật dạy không được bảo người khác phạm giới tà dâm. Thì trong trường hợp này đó, cả hai người đều có gia đình. Tức là hai gia đình riêng nha, hai gia đình khác nhau nha. Thì người này đến với người kia thì cả hai đều phạm giới tà dâm. Bởi vì người đàn ông á, họ cũng được xem là người đã có chủ, cái người vợ là người là chủ người đàn ông đó. Cho nên là mặc dù vào cái thời kỳ Đức Phật đi chăng nữa thì người đàn ông mà muốn qua lại với kỹ nữ á, thì cũng phải được người vợ cho phép. Và huống chi là lấy thêm bà nữa. Vào thời Đức Phật thì có nhiều vợ, được chế độ đa thê, có nhiều vợ nhưng mà phải được người vợ cho phép. Thì khi đó người đàn ông mới được đi đi lại với người phụ nữ khác ngoài vợ của mình. Thì người phụ nữ cũng vậy thôi, trừ khi người chồng á cho phép thì khi đó mới không phạm giới tà dâm. Quý vị đừng có nói cái chuyện này nó lạ, đừng có nói chuyện này nó lạ. Là bởi vì theo sư biết thì bây giờ không hiểu như thế nào đó, tôi nói thời kỳ này là thời kỳ người chúng sanh nó cái tham dục của họ nó rất là nặng, nó nặng ghê lắm. Nó có những con người mà họ lại có suy nghĩ là họ lại thích vợ của họ ngủ với người đàn ông khác, và họ cảm thấy cái chuyện đó rất là kích thích. Thật sự mà nói, với cái tư cách là một người đàn ông mà đã từng lập gia đình thì không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà những con người đó có. Nhưng mà nếu mà xét theo luật á, xét theo giới đó, thì nếu như người đàn ông đó cho vợ của họ, cho phép vợ của họ đi ngủ với người đàn ông khác, thì trong trường hợp đó người phụ nữ không phạm giới tà dâm, bởi vì đã được cho phép. Nhưng mà phải nói là chắc chỉ có trong thời cái thời mạt pháp, cái thời mà chúng sanh đa dục như thế này thôi, chứ còn không thể tưởng tượng được.